Hello, chào các bạn. Vợ mình vừa nói là có phát hiện ra một ổ trứng. Đâu rồi ta? À, đây, 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 đây. Wow, nhiều chưa? Wow. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 trứng. Wow, 19 trứng. Trước là 33 trứng. Ổ gà rừng. Ổ gà rừng. Lấy rổ đi. Wow. Nghe các bạn. Yeah. Quá trời luôn. Wow, sao mấy bữa nay không nhìn thấy ta? Trứng luôn. Tối nay có món ngon nha các bạn. Ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Tây Nguyên Online.